Căn phòng rộng 35 mét vuông này chính là trụ sở của một công ty hoạt động trong lĩnh vực marketing online. Không nhân sự full time, không gặp mặt trực tiếp, mọi công việc hàng ngày đều được trao đổi qua màn hình máy tính. Đây cũng là nơi tạo ra nguồn thu nhập ổn định cho 8 người khuyết tật đến từ các tỉnh thành trên cả nước. Người gắn kết những con người đặc biệt này từ 5 năm nay là anh Trần Thành Trung, giám đốc công ty TDT Digital. Bản thân là một người khuyết tật bẩm sinh, cho nên là trong cái quá trình mà cố gắng hòa nhập và tìm kiếm cái cơ hội của bản thân thì mình cũng gặp rất nhiều những cái, có những cái giai đoạn có người thì họ nói câu là những cái người như này thì bố mẹ cũng chỉ nuôi bà cô thôi, sau này thì cũng chả làm ăn được gì. Mình cũng thường xuyên gặp phải những cái lời đàm tiếu như vậy, nó cũng tác động đến tâm lý của mình. Sinh ra đã mắc căn bệnh bại não bẩm sinh nên cuộc sống của anh Trung từ khi còn nhỏ đến hiện tại đều không hề dễ dàng. 23 lần bị các công ty tại Thái Nguyên từ chối, lại thêm việc chịu tác động tâm lý từ những người xung quanh, anh Trung đã đưa ra một quyết định tạo ra bước ngoặt trong cuộc đời anh, đó là xuống Hà Nội học tiếp về công nghệ thông tin. Quyết định này đã mang đến cho anh một công việc văn phòng đầu tiên với mức lương vỏn vẹn chỉ 3 triệu đồng một tháng cho vị trí Sales Marketing. Khi mà trực tiếp làm nghề marketing này thì mình cảm thấy công việc nó rất là phù hợp với những người khuyết tật vận động. Bởi vì là hoàn toàn là thao tác trên máy tính. Thì các bạn tật, các bạn khuyết tật kể cả là khiếm thị hay là khiếm thính thì cũng đều có những cái cách để giao tiếp trên máy tính. Thì đặc biệt là với những người khuyết tật vận động thì họ sẽ hạn chế được cái đi lại vận động. Bạn chỉ cần ngồi một chỗ vẫn có thể tạo ra thu nhập. Năm 2019, nhận thấy môi trường làm việc quá khắc nghiệt với những người khuyết tật như mình, bằng những kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm, anh Trung đã quyết định thành lập một công ty về marketing online và đào tạo nghề marketing miễn phí dành riêng cho người khuyết tật. TDT Digital đã tập trung vào cung cấp các dịch vụ như một phòng marketing online, bao gồm thiết kế website, sale website, triển khai chiến lược tiếp thị và marketing toàn diện đa dạng các nền tảng từ Facebook, Zalo, Google. Việc cung cấp một phòng marketing online như thế này sẽ giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí nhân sự trực tiếp, tinh gọn bộ máy nhưng vẫn đạt được hiệu quả cao. Là một khách hàng của TDT Digital, anh Mai Đức Biểu, chủ một cửa hàng thời trang online, nhận thấy các dịch vụ marketing đối với cửa hàng anh là không thể thiếu. Tuy nhiên, anh gặp phải rất nhiều vấn đề về quy trình với các công ty lớn cung cấp dịch vụ này. Mình cũng tìm hiểu qua rất nhiều văn phòng và cái công ty lớn làm web rồi ấy, thì mình cũng thấy có cái trở ngại này. Làm một công ty lớn thì mình sẽ phải ví dụ là sửa sang gì, mình phải qua các sếp rồi qua trình qua bạn này bạn kia, rất nhiều bộ phận, mất nhiều thời gian. Thì mình thấy DTD thì trực tiếp là làm việc với mình và bạn ấy có gì hỗ trợ mình 24/7 luôn. Mất khả năng đi lại vĩnh viễn từ 5 năm tuổi vì căn bệnh viêm tủy, chị Nguyễn Đăng Đông Nghi sinh năm 1994 đến từ Long An luôn khao khát có được một công việc ổn định phù hợp với sức khỏe của bản thân. Nói chung là mình thấy rất là thú vị, học được những cái mà nó hay ho vậy đó. Kiểu mình cũng không nghĩ là mình học được nữa, tại vì hồi đó giờ kiểu mình chưa từng làm những công việc đó mà mình cũng không có giỏi văn, mình không hiểu sao mà tới giờ mình có thể viết bài được luôn. Cái điều mình mong muốn nhất là có thể là đào tạo và chia sẻ được cái nghề của mình đến với các bạn, để có những cái bạn có hoàn cảnh khó khăn, để các bạn ấy có thể là có được một cái công việc để tìm kiếm được cái cơ hội khẳng định bản thân, ít nhất là có thể là tự nuôi sống bản thân, không cần phải phụ thuộc vào gia đình. Đấy, sau đó là có thể lớn hơn thì có thể là sẽ lập những cái gia đình nhỏ mà có thể chăm lo được cho gia đình của các bạn. Theo thống kê, hiện nay tại Việt Nam có khoảng 7 triệu người khuyết tật, chiếm 7% dân số từ 2 tuổi trở lên. Số người khuyết tật trong độ tuổi lao động là 61%, trong đó 40% còn khả năng lao động. Như vậy, có thể nói, vấn đề dạy nghề, tạo việc làm cho người khuyết tật của anh Trần Thành Trung hiện nay có ý nghĩa rất lớn đối với những người trong hoàn cảnh này.
đây không chỉ là vấn đề giúp người khuyết tật có thể hòa nhập xã hội mà còn giúp họ khẳng định được giá trị của bản thân mình.